Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 419 anh em nhé. Mặc dù mạo hiểm này nhìn qua giống như rất dễ dàng hoàn thành, lúc này lại biến thành ác mộng của Bối Bối và Từ Tam Thạch, khiến cho hai người nôn đến mật xanh mật vàng. Ô hế bản công trực tiếp tiến vào quá mức mạo hiểm. Kim quang lóe lên giống như là cây chổi, đem Từ Tam Thạch, Bối Bối tính cả mọi thứ bọn hắn phun ra đều quét sạch, biến mất không thấy đâu cả. Mọi người thấy một màn trước mắt này, trong lòng đều trở nên run rẩy. Đây là cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhất là Giang Nam Nam đang trợn mắt há hốc mồm, vốn nàng đang cảm thấy sốt ruột lại trở nên có một chút buồn cười. Có điều trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu mà tên vô lại thật sự là hôn Bối Bối. Hừ, thế nhưng mà bọn hắn có thể thông qua quá mức mạo hiểm không đây? Có đến 50% tỷ lệ tử vong. Có điều nghĩ đến Bối Bối cùng với Từ Tam Thạch tu luyện nhiều năm, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa một người chuyên tấn công, một người chuyên phòng thủ, hẳn là có cơ hội tranh thủ 50% tỷ lệ sống sót. Trong lúc Sang Nam Nam đang suy nghĩ lung tung, luân bàn lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhìn vào từng cái ký hiệu quái dị ở trên luân bàn, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, cầu nguyện bản thân không nên gặp phải cái gì biến thái mới tốt. Hơi thở của mỗi người cũng không khỏi trở nên hơi khẩn trương, một mực nhìn chăm chú luân bàn cấp tốc xoay tròn. Bọn hắn rất là rõ ràng, trước sau gì thì chính mình cũng sẽ bị luân bàn chọn trúng. Một đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện ra, lần này điểm trúng vị trí của Giang Nam Nam. Cái này cũng mang ý nghĩa luân bàn đang chọn ký hiệu của nàng. Tâm tình của Giang Nam Nam còn chưa điều chỉnh lại sau tình huống của Bối Bối và Từ Tam Thạch, lập tức biến sắc, có một chút hoảng sợ nhìn vào luân bàn trước mặt này. Luân bàn chậm rãi dừng lại, một ký hiệu khác hiện ra trước mặt của Giang Nam Nam. Ký hiệu này nhìn qua có một chút quái dị, trên đó hiện ra ba cái nắm đấm, trong đó một cái lớn hơn hai cái còn lại. Đánh bại hai đối thủ được tuyển chọn, chiến thắng thì qua ải, thất bại thì tiến vào quá mức mạo hiểm. Nếu đối thủ chiến thắng, có thể lựa chọn giảm xuống độ khó mạo hiểm, đối thủ thất bại thì tiếp tục luân bàn, gia tăng độ khó mạo hiểm. Luân bàn chuyển hóa thành màu vàng, hiện lên hai tia kim quang nhanh chóng quét qua từng người. Một đối hai, mặc dù lần này nội dung mạo hiểm không biến thái như của Từ Tam Thạch, thế nhưng cũng đồng dạng rất khó. Trong những người ở đây, thực lực của ai mà yếu cơ chứ? Nhất là người của đường môn đều có quan hệ rất tốt, sao có thể hạ thủ được đây? Hai tia kim quang tuần tự dừng lại, nhìn thấy vị trí dừng lại, Giang Nam Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, đây là kết quả tốt nhất. Hai tia kim quang phân biệt dừng lại ở trên người của Ninh Thiên và Vu Phong, cặp đôi có đoạn tình cảm quái dị. Kim quang lấp lóe, hai nữ ra trận, thêm cả Giang Nam Nam vào thì cả ba cũng đang đứng thành hình tam giác. Vu Phong và Linh Thiên liếc nhau, hai người đều thấy được một tia quái dị trong mắt của người kia. Giang Nam Nam tự nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra ở cửa thứ nhất, càng không rõ ràng phần tình yêu của giới hai người này. Nhưng để hai người bọn họ làm đối thủ thì Giang Nam Nam tự nhiên là không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng cả. Địa phương này mặc dù có hình dạng bình đài hình tròn, đối với luân bàn thì cũng coi như là to lớn, nhưng để cho hồn sư chiến đấu với nhau thì lại không đủ dùng. Năm hồn hoàn cơ hồ lập tức bay lên từ dưới chân của Giang Nam Nam. Cùng với lúc đó, hồn hoàn thứ hai và thứ ba trên người của Giang Nam Nam đồng thời sáng lên. Vu Phong và Ninh Thiên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lúc này mới ý thức được không đúng. Hai người riêng phần của mình kịp phản ứng ra thì trong cảm giác quái dị, sau đó các nàng liền thấy được Giang Nam Nam nháy mắt đó xuất hiện ra ở sau lưng của Ninh Thiên, hai tay giơ ra lập tức chụp tới đầu vai của Ninh Thiên. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của Giang Nam Nam, khống chế trọng lực, tăng thêm hồn kỹ thứ ba dịch chuyển tức thời. Mặc dù Ninh Thiên là chiến hồn sư hệ phụ trợ, thế nhưng chính bởi vì bản thân nàng không có năng lực chiến đấu trực tiếp, bởi vậy đối với việc bảo hộ bản thân càng thêm xem trọng. Một tầng quang cháo trực tiếp xuất hiện ở trên người của nàng, chính là hồn đạo hộ cháo cấp 5, đồng thời thân thể tiến về phía trước. Một hồn đạo khí hình con thoi xuất hiện dưới chân của nàng, mang theo nàng tiến về phía trước. Thế nhưng mà Ninh Thiên đã chuẩn bị phòng ngự, chẳng lẽ Giang Nam Nam không có dự tính tấn công gì hay sao? Thân là hồn đạo sư cận chiến, tất cả phương thức chiến đấu và chiến thuật của Giang Nam Nam đều dựa trên điều kiện áp sát đối thủ mới có thể phát huy ra hoàn toàn. Mà theo sự xuất hiện của hồn đạo khí, càng ngày càng có nhiều hồn đạo khí có thể khắc chế phương thức cận chiến của nàng. Nhắm vào điểm này, Giang Nam Nam thân là một trong xử lý khắc thất quái, đặc biệt nhờ học viện chế tạo cho nàng một bộ hồn đạo khí cận chiến thích hợp với bản thân. Lúc trước ở trong đại tái, bởi vì nàng không có nhiều cơ hội ra sân, đối thủ đoàn chiến lại quá mức cường đại, một mức không có cơ hội phát huy ra hồn đạo khí cận chiến của nàng, mà lúc này lại có thể dùng được. Trên hai ngón tay của Giang Nam Nam lúc này đều có một chiếc nhẫn màu bạc trắng, ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó, ở trên hai bàn tay thon dài liền có thêm một bộ bao tay màu trắng bạc.
Trong lòng bàn tay của nàng hiện ra một giác hút có hoa văn màu trắng bạc, lúc này thì hào quang tỏa sáng, cứ thế mà hút vào hồn là hậu cháo trước mặt Ninh Thiên, khiến ý nghĩ muốn tránh ra xa của Giang Nam Nam đều tan biến. Không chỉ như thế, trên bao tay của Giang Nam Nam còn vung lên 5 lưỡi dao sắc bén, cắt vào hồn là hậu cháo như dao nóng cắt mỡ bò, tiếp tục chụp vào bả vai của Ninh Thiên. Có điều mọi người dù sao không phải là kẻ thù sống còn, đều xuất từ học viện xử lý khác. Trước khi hai tay của Giang Nam Nam tiếp xúc đến bả vai của Ninh Thiên, liền nhanh chóng thu hồi lại lưỡi dao sắc bén, chỉ dùng bàn tay nắm lấy vai của nàng mà thôi. Tất cả hồn kỹ của Giang Nam Nam cơ hồ cũng vì cận chiến mà tồn tại. Nếu có người cho rằng sức chiến đấu của nàng yếu, vậy thì sai hoàn toàn. Một khi bị áp sát, lại không có thực lực vượt quá xa nàng, cơ hồ tương đương vừa chiến đấu kết thúc. Ninh Thiên bị hai tay của Giang Nam Nam bắt lấy bảo vai, cũng cảm giác được đầu vai tê dần, toàn thân đều có một chút rã rời, phảng phất như là huyết mạch bị phong bế, hồi lực đang lưu chuyển ở trong cơ thể lập tức trở nên chậm chạp, hồn đã hộ cháo bị phá vỡ cũng lập tức biến mất. Sau đó nàng cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, cả người bị Giang Nam Nam hất tung. Mọi thứ phát sinh cực kỳ nhanh, khiến cho khi Vũ Phong vừa vọt tới bên này, cũng chỉ là lúc Ninh Thiên bị Giang Nam Nam hất lên, một tiếng long ngâm đầy tức giận vang lên, toàn thân của Vũ Phong bùng cháy lên một ngọn lửa, vầy rồng màu đỏ rực theo đó mà mọc ra. Sau khi Giang Nam Nam hất Ninh Thiên lên, cũng liền khiến bản thân bại lộ trước mặt của Vũ Phong. Kinh nghiệm chiến đấu của Vũ Phong cũng không kém, một đôi long chảo giơ về phía trước, hồn hoàn thứ tư lập tức sáng lên. Vì cứu Ninh Thiên, nàng vừa đến nơi đã dùng ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Thân thể của Vũ Phong bỗng biến mất, hào quang màu đỏ rừng hội tụ lại thành quang ảnh của cự long, lóe lên một cái rồi ở không trung đánh thẳng về phía Giang Nam Nam. Hồn kỹ thứ tư Long Phi Thường được phát động. Thế nhưng mà thân mình của Giang Nam Nam cũng đồng dạng sáng lên hồn hoàn thứ tư, một tầng kim quang hiện ra, cứng đối cứng với một kích này của Vũ Phong. Phanh một tiếng, ầm một tiếng, Ninh Thiên bị Giang Nam Nam hung hăng đập xuống mặt đất, lập tức ngã thất điên bát đảo. Ngay khi thân thể của nàng tiếp xúc mặt đất, Ninh Thiên mới chính thức cảm giác được sự đáng sợ của Giang Nam Nam. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên nặng gấp 10 lần. Hơn nữa, trước khi Giang Nam Nam buông tay, từ trên tay của nàng truyền đến một cỗ sức mạnh khiến cho bản thân hít thở không thông, làm cho hồn lực vốn chậm chạp lưu chuyển lập tức tán loạn, khiến nàng thực sự bị nện ở trên mặt đất. Mặc dù Ninh Thiên mặc nhuyễn giáp hộ thể ở trong người, thế nhưng một cú đập nặng nề như vậy vẫn làm nàng trực tiếp tiến vào trạng thái nửa hôn mê, cảm giác như cả người bị ném tan thành từng mảnh vậy. Có một tiếng ầm vang sau đó tự nhiên là đến từ pha chạm của Vũ Phong và Giang Nam Nam. Dưới sự bảo vệ của hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân, khiến cho Giang Nam Nam bình yên vô sự, mà Vũ Phong thì bị văng ngược trở ra. Giang Nam Nam mỉm cười giải quyết Ninh Thiên, nàng càng nắm chắc cục diện hơn. Không có thất bảo lưu ly tháp thăng phúc, nàng thật sự đúng là không nhìn Vũ Phong ở trong mắt. Thân thể mềm mại lóe lên, Giang Nam Nam lập tức xông về phía của Vũ Phong đang hướng tới. Người ở bên ngoài nhìn vào luôn tưởng Giang Nam Nam là người yếu nhất trong xử lý các thất quái, thế nhưng chân chính đối mặt với nàng, bất luận là Vũ Phong hay là Ninh Thiên, mới chính thức cảm giác được chỗ đáng sợ của vị tuyệt sắc mỹ nữ này. Cặp đuôi ngọc thon dài bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt đó tốc độ của Giang Nam Nam vậy mà đã tiếp cận với lực bộc phát của Vương Thu Nhi lực lượng. Chỉ có điều thân thể của nàng nhìn qua tràn đầy có giãn, cũng không có bạo lực như Vương Thu Nhi mà thôi. Trong cự ly ngắn như thế, với tốc độ bạo phát của Giang Nam Nam, Vũ Phong thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác của nàng, liền đã bị nàng áp sát. Vũ Phong gầm lên một tiếng, hồn hoàn thứ hai thứ ba trên người đồng thời sáng lên, long nộ long bạo được phát động, hồng quang mãnh liệt từ trên người của Vũ Phong bạo phát ra, khiến cho không khí ở trong đường kính 3 mét phẳng phất như phát sinh ra nổ lớn, mà thân thể của Giang Nam Nam cũng đột nhiên dừng lại 3 mét trước người của Vũ Phong, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên mà dừng lại, vừa vặn tránh khỏi liều mạng với Vũ Phong. Không những vậy, đôi tay của Giang Nam Nam cũng theo đó mà biến thành trắng lõn như ngọc, chính là tuyệt học của đường môn Huyền Ngọc Thủ. Nếu nói về tu luyện từ cực mà đồng thì Vũ Hạo có tạo nghệ cao nhất, nhưng muốn nói Huyền Ngọc Thủ thì Giang Nam Nam am hiểu cận chiến cũng bỏ ra không ít khổ công. Màu xanh ngọc lưu chuyển, hai tay của Giang Nam Nam đẩy về phía trước, đồng thời lại tách ra hai bên. Lúc này uy lực của long bạo vừa suy yếu, thế nhưng uy thế của long nộ bộc phát ra bốc cháy vẫn còn đó. Khi mà Giang Nam Nam vừa đẩy tay ra, nhiệt liêu cuồn cuộn cũng đồng dạng nhanh chóng tách ra hai bên, chính là tuyệt học của đường môn Khống Hạc Cầm Long. Thân thể mềm mại của Giang Nam Nam lập tức ngã một cái quái dị về phía của Vũ Phong, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người trong tư thế quái dị phóng về phía của Vũ Phong. Vũ Phong không sợ chút nào, hồn hoa thứ nhất lóe sáng, long hỏa tỏa ra, một đôi long chảo đánh thẳng về phía của Giang Nam Nam. Nàng cũng không tin vuôn hỏa long của bản thân sẽ thua thiệt khi mà va chạm chính diện với Giang Nam Nam. Tất cả mọi người đều là hồn vương, coi như hồn lực của ngươi có thể mạnh hơn ta, nhưng lại có thể mạnh hơn bao nhiêu chứ? Quả thực
thực luận về cường độ vũ hồn, Giang Nam Nam không mạnh bằng Vu Phong, thế nhưng phương thức chiến đấu của nàng lại rất tiện để cho khắc chế Vu Phong. Vu Phong với tư cách là người sở hữu vũ hồn Hỏa Long, phương thức chiến đấu của nàng chủ yếu thể hiện ra ở tầm trung. Nếu như mà đây là một sân đấu đủ rộng, trong cự ly tập trung này, nàng có thể đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn phát huy ra. Giang Nam Nam muốn chiến thắng nàng đúng là không quá dễ dàng, thế nhưng mà sân đấu trước mặt lại quá nhỏ, quả thật là tăng mạnh lực lượng của hồn đạo sư cận chiến, mà Giang Nam Nam chính là bá chủ trong cự ly gần. Đối mặt với cặp long trảo của Vu Phong đánh tới, Giang Nam Nam ứng đối vượt xa khỏi dự kiến của nàng, thân thể đột nhiên gia tốc ngã xuống dưới. Chuyện này người bình thường không cách nào làm được, thế nhưng Giang Nam Nam bằng kỹ năng khống chế trọng lực lại làm được. Dự đoán xuất hiện sai lầm, khiến cho cặp long trảo của Vu Phong tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, vừa vặn lướt qua phía trên thân thể của Giang Nam Nam. Không ổn rồi, Vu Phong lập tức ý thức được không ổn, nhưng mà nàng cũng không lùi lại, mà đưa chân phải đi thiểm điện đá về phía thân thể mềm mại đang ngã xuống của Giang Nam Nam. Hai tay của Giang Nam Nam lập tức chuyển hướng, bắt lấy đùi phải đang đá ra của Vu Phong. Đổi thành người khác có lẽ sẽ trực tiếp bị long hỏa bao trùm trên đùi phải của Vu Phong đốt bị thương. Thế nhưng mà nhờ có sự cường đại của Huyền Ngọc Thủ mà Giang Nam Nam cũng không cần lo lắng quá nhiều điều đó. Mà ngược lại, Vu Phong chỉ cảm thấy Giang Nam Nam bóp chặt lấy mắt cá chân của mình, càng chân phải của nàng đã hoàn toàn mất đi chi giác. Tính cách của Vu Phong luôn luôn cường hãn, đối mặt với tình huống như vậy, nàng không có nửa phần sợ sệt, ngược lại đem chân trái cũng đá ra bên ngoài, đá thẳng đến tay của Giang Nam Nam đang bắt vào chân trái của chính mình. Cùng với lúc đó, hồn hoa thứ 5 trên người của nàng theo đó mà sáng lên, thân thể lại sắp hóa thành Hồng Long, thi triển hồn kỹ mạnh nhất của bản thân Long Xuyên Vân. Nàng không chỉ muốn mượn hồn kỹ này thoát khỏi Giang Nam Nam dây dưa, đồng thời cũng muốn dựa vào nó để ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng cũng ngay lúc này, hồn hoa thứ 5 trên thân mình của Giang Nam Nam đồng dạng sáng lên. Coi như thực lực của hai người giống như đúc, thế nhưng mà trong tình huống ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Giang Nam Nam đã áp sát đối thủ, nếu lại cho đối thủ cơ hội trở mình, thì nàng dựa vào cái gì mà trở thành một trong xử lý khác thất quái đây. Kim quang lóe lên, chân trái của Vu Phong cũng bị Giang Nam Nam bắt lấy. Hơn nữa ngay trước khi Vu Phong sắp thi triển ra hồn kỹ thứ 5, một tầng kim quang kéo dài từ chân của nàng lan tràn ra lên trên. Những nơi đi qua, Vu Phong chỉ cảm thấy chi giới của mình bắt đầu nhanh chóng mất đi chi giác. Lúc mà kim quang vượt qua vùng bụng của nàng, nàng chỉ cảm thấy hồn lực giảm xuống, hồn kỹ đang thi triển cứ thế mà bị cắt ngang. Ngay sau đó cả người của nàng đã té ngã trên mặt đất. Kim quang một lần nữa hiện ra thân ảnh của Giang Nam Nam, chính là hồn kỹ thứ 5 của nàng, Nhu Cốt Tỏa. Cả hồn lực thân thể của Vu Phong đều hoàn toàn bị phong tỏa, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên dưới loại tình huống này, bản thân của Giang Nam Nam cũng không có cách nào tiếp tục công kích. Thế nhưng đối với nàng mà nói thì chuyện này đã quá đủ rồi. Chỉ cần nàng giải trừ Nhu Cốt Tỏa thì tốc độ khôi phục chiến lực của bản thân nhất định sẽ nhanh hơn Vu Phong rất nhiều. Giang Nam Nam chiến thắng vòng thứ 2 mạo hiểm thông qua. Vài đạo kim quang đồng thời hiện ra, Vu Phong Ninh Thiên nhào nhào trở về vị trí cũ, cảm giác khó chịu khi mà chiến đấu với Giang Nam Nam cũng lập tức khôi phục lại bình thường, mà Giang Nam Nam thì biến mất tại chỗ chẳng biết đi đâu. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ ba người được miễn khảo nghiệm phòng thứ hai, Giang Nam Nam đã trở thành người thứ nhất bằng vào năng lực của bản thân thông qua. Nàng cũng làm cho Vu Phong Ninh Thiên chú lộ, Đỗ Hòa Bân thấy đường sự chênh lệch cực lớn giữa mọi người. Quả thực chính là chênh lệch thực lực cực lớn, đối phương được cho là người có thực lực yếu nhất trong thất quái. Thế nhưng Giang Nam Nam bằng vào sức một mình mà có thể trong tình huống 1-2 đánh bại mạnh mẽ đường tổ hợp vũ hồn phụ trợ thất bảo lưu ly tháp, hồn vương Ninh Thiên và hồn vương Vu Phong. Mặc dù sân đấu nhỏ hẹp quả thực cực kỳ là có lợi cho Giang Nam Nam phát huy ra sức mạnh của chính mình, thế nhưng không thể nghi ngờ trình thể thực lực của nàng tất nhiên là mạnh hơn cả Vu Phong lẫn Ninh Thiên. 13 người đã mất đi 6, xung quanh luân bàn hiện tại chỉ còn lại 7 người: Vũ Hảo, Vương Đông Nhi, Phương Thu Nhi, Vu Phong, Chu Lỗ, Ninh Thiên và Đới Hoa Bân. Luận bàn về khôi phục, một đao kim quang sáng lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lần này người phải tiếp nhận luân bàn mạo hiểm biến thành Đới Hoa Bân. Luân bàn xoay tròn lần này dừng lại ở tương đối nhanh chóng. Đới Hoa Bân rút chúng một ký hiệu là hai thanh trường kiếm tạo thành, đánh bại đối thủ thông qua khảo nghiệm. Đây là khảo hạch hai chiều, thủ đánh bại người của người có thể thông qua khảo hạch, người thua tiến vào quá mức mạo hiểm. Vừa nói xong, luận bàn lại hóa thành màu vàng, một đạo kim quang phóng ra bên ngoài, lần này thậm chí còn không xoay tròn, trực tiếp rơi ở trên người của Chu Lỗ. Quá như là mạo hiểm, không chỉ là mạo hiểm trên thực lực, càng là mạo hiểm về mặt tâm hồn. Dù với tính cách kiên cường của Đới Hoa Bân, nhìn thấy kim quang chọn trúng Chu Lỗ, biểu hiện ở trên mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ đắng chát.
Kim quang hiện lên, Chu Lỗ xuất hiện trước mặt của Đường Hoa Bân. Hai người lập tức đối mắt nhìn nhau lấy. Trong mắt cả hai người đều tràn đầy vẻ phức tạp. Nhất là Chu Lỗ nhìn vào Đường Hoa Bân trước mặt, nước mắt lập tức chảy xuống, bờ môi khẽ động run rẩy. Thế nhưng một chữ cũng nói không ra. Đường Hoa Bân than nhẹ một tiếng: Lỗ Lỗ, thật xin lỗi, là ta không tốt, là ta không chân chính cảm nhận được ý nghĩ nội tâm của bản thân. Ta sai rồi, cái gì khác đều không nói. Nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, ta nhất định một lòng một dạ yêu ngươi, trong lòng không có người nào nữa. Ta nhận thua, ta lựa chọn quá mức mạo hiểm. Nói xong câu đó, Đỗ Hoa Bân vậy mà cũng chảy ra nước mắt. Không, Chu Lỗ khàn giọng kêu to, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Kim quang lấp lóe, Đỗ Hoa Bân biến mất. Đỗ Hoa Bân nhận thua, Chu Lỗ thông quan. Chờ một chút, ta không cần thông quan, ta phải bồi hắn đi quá mức mạo hiểm. Để cho ta đi, để cho ta đi. Chu Lỗ kêu to, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.